Trước thềm hội nghị quốc tế Solar Group trong năm 2023, thì dự án động cơ của Duyunov hiện nay đã được vinh dự chào đón các quan khách đến từ rất nhiều nơi. Bắt đầu kể từ ngày 12 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 9, thì các phái đoàn từ 11 quốc gia khác nhau đã có chuyến đến thăm để tận mắt chứng kiến công trường của Sovermass mà hiện nay đang được diễn ra. Bên cạnh đó, thì các nhà đầu tư và các đối tác từ các quốc gia khác nhau cũng đã dành thời gian của họ để có thể đến và tham dự các hội nghị. Và ngoài ra thì cũng còn có rất nhiều các cuộc họp kinh doanh và các hoạt động khác nhau cũng đã được chuẩn bị bên cạnh đó để chào đón họ. Và một số thành viên trong các phái đoàn lần đầu tiên đã được đến thăm Moscow. Vào ngày 12 tháng 9 thì phái đoàn Ấn Độ, Italy và Nepal đã có chuyến đến thăm trực tiếp tại công trường Technopolis Moscow. Và bên cạnh đó thì địa điểm Alabusso nó đã gây được ấn tượng rất tốt đối với khách hàng của chúng tôi. Và một tour du lịch đã được chúng tôi tổ chức cho tất cả bọn họ. Bên cạnh đó thì Alexander Sudarev cũng đã nói với các khách hàng về những thành tựu mà hiện nay chúng tôi đã đạt được, cũng như là tất cả các kế hoạch xây dựng trong thời gian tới. Trong cùng một ngày hôm đó, thì đã có một cuộc họp kinh doanh không chính thức cho các phái đoàn mà đã được chúng tôi tổ chức để có thể bàn về và thảo luận về việc phát triển dự án tại các khu vực. Thì tất cả các khách hàng đều đặc biệt ghi nhận động lực to lớn và năng lượng tích cực mà tất cả những người hiện nay đã và đang tham gia vào dự án đều sẽ có thể cảm nhận được khi mà dự án hiện nay đang đáp ứng được tất cả các mong đợi. Vào ngày 13 tháng 9 thì đã có một chương trình tương tự đã được chúng tôi đưa ra để dành riêng cho các vị khách mà họ có thể nói được tiếng Pháp của chúng tôi, cũng như là dành cho riêng các phái đoàn đến từ Đức và Việt Nam. Còn vào ngày 14 tháng 9 thì các phái đoàn đến từ châu Mỹ Latin và đến từ Nigeria cũng đã có chuyến đến thăm công trường cùng với các nhân viên của Solar Group. Bên cạnh đó còn có những người đến từ các thành phố và các quốc gia khác nhau để có thể tham gia được hội nghị. Cũng giống như các quan khách trước đó thì rất nhiều nhân viên ở đây đã có được cơ hội để có thể tận mắt được chứng kiến thấy công trường lần đầu tiên. Để thực sự mà nói thì chuyến tham quan này thực sự rất đáng nhớ đối với tất cả mọi người. Và sau cùng thì chuyến thăm địa điểm này chính xác là các cuộc họp và các bữa tối thân mật. Và trong đó thì những người tham gia vào dự án cũng sẽ thảo luận về sự phát triển nhanh chóng của dự án và đồng thời là cũng thảo luận về các cơ hội mới dành cho tất cả các khu vực khác nhau. Vào ngày 15 tháng 9, một ngày trước khi diễn ra hội nghị, thì đã có các cuộc họp kinh doanh đã được chúng tôi cho diễn ra từ ngay sáng sớm. Và chương trình tham quan cơ sở và tham quan các công trường dành cho tất cả các đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia đã được diễn ra. Và bên cạnh đó thì chuyến tham quan cũng đã được diễn ra trong một không khí rất sôi động. Và trong cùng ngày hôm đó thì các đối tác cũng như là các nhà đầu tư đến từ Nga cũng đã có chuyến đến thăm công trường và họ cũng đã tiến hành tham gia vào các cuộc họp bàn và thảo luận không chính thức để từ đó mà họ sẽ có thể đưa ra được những quyết định cuối cùng. Đối với nhiều người mà hiện nay đang tham gia vào dự án, thì hội nghị này sẽ chính xác sẽ là sự kiện được mong đợi nhất trong năm.